Dạ, công an xã Cần Thơ kính chào quý cô chú anh chị các bạn. Hôm nay tiếp tục mình đến vườn kiển của anh Tấn ở Tầm Du, phố Cần Thơ. Hôm nay tiếp tục mình vô lưu mai thanh phẩm là giáo ghim ha, thường chậu chơi Tết 2022. Thì cô chú anh chị các bạn mình yêu thích cái nào liên hệ trực tiếp với cho anh Tấn ha, để mình chọn cây nghĩ sớm nhất cho mình chơi kiển chơi Tết ha. Thì vô mùa đây thì nụ nó rất là nhiều. Cho sơ những cái cây như thế này ha, nụ gì nè, chút nên quay. Thì mình hơi lướt lướt qua nhưng mà mới kỹ nè, đó nụ chi cành nó khích đều gồm như clip ha. Rồi anh chào anh Tức ơi. Rồi em chào anh, rồi em xin chào cô chú anh chị mình, rồi cũng cảm ơn cô chú mình vừa qua ủng hộ em cái clip vừa qua ha. Khả năng bây giờ lưu cô chú anh chị mình 24 cái mai giảo Thủ Đức thần chậu thành phẩm ha. Và chương trình bên em là bao cái ship toàn quốc cho mình 200 km là em bao ship tặng chậu ha, còn xa thì mình bó bầu ha. Số điện thoại em là 0909996544. Rồi mình vô chi tiết cái thứ nhất đi anh. Dạ, thứ nhất là cây mai giảo Thủ Đức tàn tròn đẹp luôn, tàn thông một cốt dáng trực, bông nó từ 6 tới 12, bông lớn, bông chùm tàn đều, hoành 20 25 đến 24 rồi, hoành 24, chiều cao nó là 1m8, chi cành rất là đều đẹp ha, tán ngang nó là 1m7, nụ kinh thiệt. Rồi mình đặt một dàn A đi anh, mã số A1. Rồi giá luôn. Mã số A1 vô lưu giá 2.500.000, bao ship toàn quốc, 200 km tặng chậu. 2.500.000 của chú anh chị bạn. Bao ship gần tặng chậu luôn. Rồi, phép mình đổi cây của chú anh chị các bạn, tàn rất là đều luôn nha. Cây rất đều đẹp nha. Tạm ngưng ha. Rồi, tiếp theo luôn anh ơi. Đây là mã số A2. Cây này tàn lớn bộ đế luôn, đế đẹp luôn. Đàn rất là đều của chú chị các bạn. Tròn đều luôn. Nụ thì khỏi chê. Nhóc luôn, khít luôn, nụ bự. Để nở ha. Đế luôn. Cái này bộ đế đẹp. Ừ. Đế nở đều, dễ đều đó, cái này đẹp. Hoành 22. Chi cành này. Khỏi chê luôn. Chiều cao là 2m. Nụ trong đây nhóc chân luôn. Tán ngang là 1m8. Rồi mã số A2. Số A2 em giao lưu với cô chú anh chị mình giá 2.700.000. Nụ rất là nhiều hơn chú chị bạn. Một cốt dán trực. À, số A2, 2.700, bao ship. Tàn trực, tàn thông, tàn rất là đều. Rồi, phép đổi cây luôn. Dạ rồi, tiếp theo. Tiếp theo là mã số A3. Cũng là một cây giảo Thủ Đức, ghiên thần chậu. Cây tàn nào cũng đều tròn đẹp, thấy cô chú anh chị bạn. Chi cành nó đều luôn. Này nhà vườn chăm sóc rất là kỹ, từng chi tiết chi cành luôn cho đều. Cái này mua về là chỉ có nước cho Tết. Nhìn nè, thấy không? Rất là đều, nụ to to tròn đều hết, cây lá tùm xanh. Cây này cũng có bộ đế luôn mà tại trồng sâu. Đúng rồi, để hoành 24 tính 23 là anh. Hoành 23, chiều cao 2m, lá ngang là 1m8. Mã số A3. A3 em vô lưu với giá 2.700.000. Nụ to to tròn đều ha. Mã số A3 giá cũng 2.700.000 ha, bao ship ha cô chú anh chị bạn. Rồi, xin phép mình đổi cây. Rồi, tiếp theo luôn. Rồi, tiếp theo là mã số A4, cũng là cái giảo Thủ Đức luôn. Cây này có nguyên bộ đế 24 giờ luôn. Bộ đế ha. Đế đẹp luôn. Đế đẹp, cốt dáng 4 giờ nở. Những cây này đế chơi cũng đẹp luôn. Hoành 23. Cành cao là 1m9. Tán ngang 1m8. Rồi mã số A4. Số A4 em vô lưu giá 2.500.000 anh. Rồi 2.500.000 nha cô chú chị bạn. Mã số A4. Bao ship luôn. Rồi tiếp theo luôn anh ơi. Tiếp tục là mã số A5. Quá trời. Hình thú luôn. Hình thú luôn, tàn tròn đều ha. Chi cành cũng rất là đều, nụ thì bao la luôn á. Như là nó có cái vết lửa, rất già nhưng mà không sao ha. Ngày về mình xử lý được tha keo lại mình thấy là thành công. Chứ liền ra nữa, ra. Chú hoành 24. Cái chiều dài của con thú là 29. Chiều cao là 1m9. Tán ngang 1m8. Mã số A5.
Số A5, A5 em đu giá là 2.700.000 anh. 2.700 hả cô chú anh chị, mà số A5. Lô này mai nụ đều hết trơn cô chú anh chị bạn. Cây nào cũng vậy chứ nha. Làm quay tàn dưới dốc dáng cho cô chú anh chị mình thấy thích hợp cái kiểu dáng nào thì chọn lựa ha. Lô này toàn là tàn rất là đều, nụ rất là kẹo. Mình cho cô chú anh chị xem nè. Nói thì phải làm liền. Đó. Đó, nụ hay nhóc này ha. Là nụ kim nhỏ nhỏ. Rồi, đây nụ. Đồ là mã số A6. A6 nè. Tàn tròn đều. Chi cành rất là đều luôn cô chú anh chị bạn. Vàng xương nó thật khổ chê luôn. Vàng trực một cốt. Vàng trực một cốt thẳng luôn. Hoành 22. Rồi hoành 22. Cao 1m7. Ồ, vàng xương hết hồn. Tán ngang 1m7. Rồi mã số A6. Đủ. Số A6, A6 vô lưu giá 2.500.000 anh. Quá xa nụ. 2.500.000 mà số A6 của chú gì bạn. Giả Win. Sao cánh cho lên ha. Số Đức. Tàn khó chơi chứ hoa cây cỡ nha cô chú anh chị mà để nhà là ok luôn. Rồi phép đổi cây. 7. Rồi, là một cây giảo Thu Đức. 7. Cây này thì cũng có bộ đế luôn. Nhưng mà đế trồng hơi sâu. Ừ. Chỉ cành nhắc điều này ha. Dán hơi lắc. Hoành 22. Chỉ cành. Cao 1m8. Nụ. Tán ngang 1m6. Rồi mã số A7. Số A7 vô lưu giá 2.500.000 anh. Rồi, 2.500.000 ha. Mã số A7. Cây này dáng tàng thông của chúng chị bạn, chi cành cũng đều thích thích luôn. Nụ to tròn. Cả đều bao ship hết. Rồi, tiếp đổi cây. Rồi, tiếp theo anh ơi. Rồi là mã số A8. Rồi, tàng thông. Cây này cũng có bộ đế luôn. Chi cành đế hơi yếu. Hai cùng đế hai bên bự. Cần xứng cái cây. Hoành 20. Cao 1m9. Cần khá đều. Tán ngang 1m5. Rồi mã số A8. Số A8 vô lưu giá 2.500.000 anh. Rồi, 2.500.000 ha mã số A8. Giảo Thu Đức Kim. Thần chậu. Tàng thông. Chi cành đều bao ship. Cô chú anh chị hợp nhãn mã số nào liên hệ trực tiếp với chỗ anh Tuấn giúp kênh này cô chú anh chị các bạn. Rồi tiếp theo. Tiếp tục là mã số A9. A9. Cây lùng lực. Măng cây này tuy nó lùng mà giờ nó lùng. Đẹp. Mà cái cây cái cọng nó nào nó to lực ha. Nè cô chú anh chị xem. Có đế luôn hả? Đế mà chạy đều muốn mặt luôn. Có cọng quái. Thằng rễ nó quái quái. Hoành 23. Đó là ham chi cành rất là đều ha. Cao 1m6. Cộng rất là lực. Tán ngang 1m5. Nụ nè. Cây rất là sung nha cô chú anh chị bạn. Rồi mã số A8. Số A8 em vô lưu giá 2.500.000 luôn. Được rồi, 2.500.000 luôn cô chú anh chị bạn ơi. Lùng lực. Tàn tròn đều. Thần chậu bao ship. Rồi tiếp đó cây. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp tục là mã số A9. Luôn. A9 cũng lùng lực luôn ha. Tàn cũng đều. Nhà vườn là tạo cái dáng từ đều từ nhỏ luôn. Cây này thì cũng có đế luôn. Thôi rồi nụ nè, chào. Cây này cũng bộ đế đều bốn mặt. Coi đế trước đi. Nói gì mà tại trồng ăn sâu ha, nè, đế. Đế đều mà cái cây nó đang nở nè, già nè, cây đang phát triển bự nè. Xù. Xù với me luôn. Xù me. Hoành 22. Chi cành đều. Cao 1m5. 8.000 1m6. Nụ nè, hết hồn ha. Rồi mã số A9. A9 em vô lưu giá 2.500.000 luôn. Nụ quá trời luôn. 2.500.000 luôn mã số A9 nha chú anh chị các bạn. Cái này với cây A8 cặp. Rồi phép đổi cây luôn. Rồi tiếp theo mã số A10. Đó, mã số A10 cây này cũng có bộ đế luôn. Tàn tròn đều ha. Bự. Kính. Chi cành chi chích luôn.
Đó, cây này, cây này để dữ lắm, cô đế luôn. À, cây này để nở nha. Cái gì trồng sâu. Tàn con khúc mà lên tới cái chi cạnh này là khúc thân thấp. Thấp. Hoành 24. Nhìn rất đẹp. Cao 2 m. Tán ngang 1m8. Trời ơi nụ nè. Rồi mã số A10. Phát hồng nụ nè. Số A10 em vô lưu giá 2.700.000. Bao ship toàn quốc luôn. 2.7, mã số A10 bao ship. Thì quá đẹp của chú như vậy. Rồi tiếp theo luôn. Mã số A11. Quá trời cái tàn bự rồi. Nó lùng có khúc mà tàn bự rồi. Ồ quá trời luôn, kinh mít luôn. Nụ thì quá trời bao dây luôn rồi chứ gì bạn. Coi để. Đó, xù luôn. Mẹ bồn con luôn. Mẹ bồn con. Hoành 24. Bể xù rồi kia. Nách. Cao 1m7. Nụ quá. Tán ngang 1m8. Rồi mã số A11. Nụ kinh điển luôn. Nụ quá trời. A11 em vô lưu giá là 2.500.000 anh. Quan trọng lá xanh là nụ gì là ok. Quá trời đẹp. Rồi tiếp đó cây luôn. Tiếp tục là A12. Rồi mã số A12. Tam tài luôn. Tam tài tàn tròn đều. Nụ thành phẩm chơi Tết luôn. Tam tài một phước lộc thọ cũng nó luôn. Đó, 3 thằng, 1, 2, 3. Phước lộc thọ. Đâu không biết sao đâu luôn. Tòa tổng đi. Tòa tổng thích chứ nè. Hoành 31. Hoành 31. Chiều cao 1m8. Chỉ cần đẹp ha. Tán ngang 1m6. A12. A12 em vô lưu giá là 2.500.000. Rồi 2.500.000 ha. Số A12 bao ship 200m là tặng luôn chậu xe tải tới nhà. Rồi cái đổ cây đi bao ship cái cây ba. Cây gác tàu vip nè nghe khủng nè có chứng gì tàn không cao đều luôn nè. A13 cũng là một cái giảo Thủ Đức luôn. Ồ nhìn đẹp không ha. Cao tàn thông cây này rất đẹp nha. Tàn thông là bao đẹp cây luôn mà nha. Tết mà săn gồng gồng để vô cái là bít luôn. Hai cây là họ khỏi hết dịch luôn. Nụ thì khỏi chê ngang của chú như bao la nghe từng chậu nữa. Cây một cốt hẳn luôn đều. Hoành 23. Hoành 23. Cây này cao khoảng 2m2, 2m3 đi anh. Khoảng 2m2. Tán ngang 1m8. Nụ nhóc chê ha. Nụ số A13. A13 em vô lưu giá là 2.700.000. 2.700.000. Một cây tàn thông. Số A13 bao ship. Cây rất đẹp hơn chú nhiều bạn. Tiếp theo một cây tàn thông. Đây là mã số A14. A14 cũng là một cây giảo Thủ Đức thần chậu. Cây này có bộ đế luôn. Đế đều luôn. Đế 4 mặt mà nó có 3 mặt à. Đế còn đế 4 mặt luôn mà. Đó, 3 mặt. Có sao nó vậy thôi. Thiếu bên mặt đây. Thiếu chút xíu. Hoành 20. Cao 2m. Tán ngang 1m7. A14. A14 vô lưu giá 2.500.000. Rồi 2.500.000 hả chú gì bạn. Tàn thông. Rồi chú gì bạn. Đó hết hồn ha. Cái này cái giống cái mai mà 2 tỷ á. A15 là Tết đưa lên. Đó, cây này có cái dáng hơi siêu nha. Nhưng mà nó xù luôn. Nhưng mà em không có báo xù nha. Ồ, chi cành nó xì xích. Nè, góc nè. Đó, xù. Để luôn, dạ. Cụm luôn. Dáng siêu. Hoành 24. Chi cành xì xích luôn. Nụ nè. Cao 1m8. Ở trong đây nụ nhóc chứ. Tán ngang 1m8. Đã. A15.
A15 em vô lũ giá là 2.700.000. 2.7 của chú chị các bạn. A15. Rồi, phép đỏ cây luôn của chú chị các bạn. Quá đẹp. A16. Dạ. Mã số A16. Bị nhảy một cây rồi. Nãy nhảy cây. Bị nhảy hình số rồi. Tại cái cây này chắc dưới mấy á? 8 9 10. Nãy đây 18 cây. Nhảy hình số rồi. Cây này có bộ đế luôn. Vậy có cây trùng hả? Có cây trùng. Tàn đều hết chứ bạn. Đó, cây này bộ đế, cây này nó mới lực nè. Trời, đây để đây. Còn mạnh chưa kỳ không? Hoành 23. Chi cành nè. Nở đều ha. Cao 2 m. Đậu nè. 8.000m8. A16. A16 vô lưu giá 2.700.000. Rồi, 2.700.000 A16. Em đổi cây của chú gì vậy? Rồi. Rồi tiếp tục là mã số A17. Rồi cô chú anh chị mình xem clip đợi em ha, trong clip này có hai cây A8 ha. A8 cây phong cao, cây phong thấp ha. Hai cây A8 trùng nhau ha. Cây trước cây sau. Cây phong cao, cây phong thấp. Cây phong cao, phong thấp. Rồi cái này mã số A17. Đàn thông luôn, chia cành đều. Dù như có chốt cây A8 thì báo cây phong cao, phong thấp giùm em, đây tới hai cây lận. Hoành 22. Cây trực thẳng luôn ha. Để. Chiều cao 2 m. 8 ngang 1.7. Đầu nụ nè. A17. A17 vô lũ giá 2.500.000. Cái này nụ rất là đẹp hơn chú gì bạn. Chia cành rất lực. Tất cả đều bao ship hết luôn nha chú gì bạn. Rồi phép mình đổi cây nha chú gì bạn. Đứng lên. Rồi tiếp theo luôn. Tiếp tục là mã số A18 cũng là cây giáo Thu Đức luôn. Thần chậu. A18 giáo Thu Đức thần chậu. Cây này lực ha. Nó... cây này cũng có đế nữa. Hoành 21. Chi cành cũng khá là đều. Cao 1.8 m. Nụ nè. 8.000m gỡ. Nụ ok luôn ha. Rồi cây A18 em vô lưu giá là 1.700.000. Bao ship cho mình toàn quốc luôn. Rồi 1.700.000 của chú như bạn. Tại cây nó tàn gòn nhỏ hơn mấy cây kia. Rồi đó cây. Rồi tiếp theo luôn. A19. A19. Cũng là một cây giáo Thu Đức luôn. Ở Thu Đức thường chậu hết nha chú anh chị bạn. Tàn nó nhỏ nhỏ hơn mấy cây kia thì giá mềm mềm hơn. Mà chi cành cũng rất đều nha. Hoành 21. Hoành 21. Cao 1.6 m. 8.000m gỡ. Nụ nhóc cây ha. A19. A19 em vô lưu giá 1.700.000. Rồi 1.700.000 A19. Rồi phép đổi cây luôn. Rồi tiếp theo. Đúng rồi. Tiếp tục là mã số A20. Này tàng thông ha. Chia cành khác các liệu của chúng ta. 20 cây này có bộ đế cũng có viên. Đây cho đế nè. Nhỏ mà gọn. Đế nở nha, cũ nha của chúng ta nè. Cành nhân liệu. Hoành 22. Nụ cao 1.8 m. Quá, cái nụ dữ lắm nè. 8.000m4. Chi chích luôn. A21. Cái này nụ rồi bao đẹp luôn, quá trời nụ. Có A20. A20 em vô lưu giá 1.700.000. Mã số A20. Mã số A20, 1.7 giảo ghiên. Đã thu đứt ha. Tiếp tục là mã số A21. Mã số A21. Chi cành cũng khá đều. Nó hơi lép đép con đây chút xíu. Hoành 22. Cao 1.8 m. Phẩm có đủ chơi Tết luôn. 8.000m7. A21. Cho A21 vô lũ giá 1.700.000 luôn. 1.700.000 thôi chú như bạn. Cây nụ hết chút xíu. Đó, thép mình đỡ cây luôn. Vô trong này luôn.
mã số A22. Rồi tiếp tục là mã số A22, cũng là một cây cuối cùng của clip hôm nay luôn, cũng là cây giáo Thủ Đức Green luôn. Giáo Thủ Đức Green chứ gì bạn. Tàn cũng đều, chỉ cần gắn tàn đào dương dương lên. Kề đế nở. Quanh ha, 19. Đế nở. Cao 1m7. Tán ngang 1m6. Cây tử. A22. A22 vô lỗ giá 1.700.000. Rồi cũng kết thúc clip luôn. Rồi, cũng xin kính chào của chú anh chị mình, cũng rất mong của chú mình ủng hộ tiếp hụt, ủng hộ vườn em tiếp. Rồi, xin kết thúc video tại đây. Rồi, xin chào anh Tuấn luôn. Rồi, chào cô chú chị các bạn, mình bỏ thời gian xem ha. Hộp nhãn ba số nào liên hệ trực tiếp với chỗ anh Tuấn để mình chọn giúp kênh. Rồi, giáo thức thường chậu, bao ship luôn ha. Rồi, xin chào cô chú chị các bạn mình luôn ha.